Thì cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một cái sự kiện rất lớn ngày hôm nay Đó chính là cái dịu hát DeFi lớn nhất từ trước tới bây giờ Đó chính là cái dịu hát liên quan đến Poly Network đã bị tổn thất là 600 triệu đô la nhưng mà trước hết thì có nhiều bạn hỏi Thuận về cái trang web Thuận Capital Portfolio như là danh mục đầu tư thì nhiều bạn đã không cập nhật được trong thời gian gần đây. Lý do là tại vì cái file chính mà Thuận sử dụng thì cái file đó nó đã bị corrupt, bị hư rồi cho nên bây giờ Thuận và team Thuận Capital đã làm lại một cái file mới nhưng mà đáng tiếc là những cái dữ liệu cũ đã bị mất đi. Thuận vừa mới cập nhật cái thông tin mới nhất. Yeah thông tin mới nhất bây giờ đó có nghĩa là ngày 10 tháng 8 ở Hoa Kỳ thì thùng bây giờ chỉ lưu trữ có bốn đồng mà thôi đó chính là Bitcoin, Ethereum, Binance và Cardano trước đây có thêm một đồng nữa như bạn có nên nhớ đó chính là đồng Litecoin và thường đã quyết định cái phần trăm Litecoin nó cũng khá là nhỏ cho nên thường đã quyết định là di chuyển đồng Litecoin đó phần đó để mà di chuyển vào bốn đồng còn lại là Bitcoin, Ethereum, BNB và Cardano lớn nhất bây giờ đó vẫn là Ethereum các bạn thấy được là tại vì Ethereum đã có phần trăm tăng trưởng từ Đầu năm tới bây giờ rất nhiều so với Bitcoin cho nên bây giờ Ethereum đã chiếm tỷ lệ là 41% của tất cả số đồng ở trong danh mục mà thường đầu tư. Kế tiếp là Bitcoin 35,6%, kế tiếp nữa là BNB 13,7% Kế tiếp nữa đó chính là Cardano 9,6%. Thì những mà nào mà mới tham gia thùng capital đó thì uh, lý do tại sao mà mình chia sẻ những thông tin này là không phải là chia sẻ để các bạn đầu tư theo hay gì hết lý do thường chia sẻ đó là có hai lý do thứ nhất là thường muốn các bạn biết là thường đang lưu trữ những cái năm nào để cho các bạn có thêm một thông tin và thứ nhì nữa là những cái tài liệu thường chia sẻ đó thì hàng ngày thường chia sẻ rất nhiều thông tin cho nên các bạn cần phải biết là thường đang lưu trữ những năm nào thường nghĩ là đây là sẽ một trong những điều tốt hơn để các bạn hiểu được là khi thường chia sẻ thông tin hàng ngày đó thì bạn thường có đầu tư vào những năm đó hay là không đây là lý do tại sao mình thường chia sẻ và đương nhiên thường là một người mà cũng khá là bận cho nên thường không muốn đầu tư nhiều đồng. Nếu các bạn thấy một đồng nào các bạn đầu tư mà không có trên danh sách này không có nghĩa là thường không thích hay là đó là không phải đồng tốt. Lý do mà tại sao thường chỉ lựa chọn những đồng này, tại vì đây những đồng lớn có vốn hóa cao. Bởi thường đã đầu tư nhiều năm rồi trung bình giá cho nên thường tiếp tục lưu trữ những đồng này. Tại vì lưu trữ càng nhiều đồng nó càng tốn nhiều thời gian để mà theo dõi thường vì lý do cá nhân cho nên chỉ muốn đầu tư ít đồng mà thôi. Và bây giờ đây là bốn đồng mà thường đầu tư. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay đó chính là cái diệu hát liên quan tới Poly Network. Thì đầu tiên hết anh thường thấy là có khá nhiều người ở trên mạng lầm lẫn cái mạng lưới bị hát đó chính là mạng lưới Poly Network với lại một cái đồng đó chính là đồng Polygon. Hai cái này khác nhau, không giống nhau. Cái mà thông tin liên quan tới giao thức bị hát ngày hôm nay đó chính là cái giao thức Poly Network chứ không phải là cái giao thức Polygon khác nhau. Point Network đó là cái cầu nối, cứ nghĩa là đây là một cái giao thức để mà kết nối những cái mạng lưới khác nhau như là Ethereum, mạng lưới Binance và à, những mạng lưới khác như là mạng lưới Polygon Thường nghĩ đây là lý do tại sao mà nhiều bạn lầm lẫn, tại vì á, thông tin ngày hôm nay là cái số lượng tiền bị hack đó, trong đó chúng ta có những cái token ở trên mạng lưới Ethereum Chúng ta có token trên mạng lưới Binance và chúng ta có token trên mạng lưới Polygon Nhưng mà cái giao thức bị hack đó chính là giao thức Poly Network chứ không phải là Polygon. Poly Network là cái cầu nối có nghĩa là các bạn có những cái tài sản ở trên mạng lưới của Ethereum, ở trên Binance Smart Chain, ở trên Polygon thì làm sao các bạn có thể di chuyển được để mà sử dụng trong những cái ứng dụng DeFi vân vân. Thì một trong những cách các bạn có thể làm được là các bạn có thể sử dụng cái giao thức Poly Network để mà di chuyển giữa những mạng lưới với nhau. Đây là cái giao thức bị hack còn Polygon đây là cái giải pháp tầng 2 của mạng lưới Ethereum hay bây giờ gọi là Matic đó. Thì những gì đã xảy ra ngày hôm nay Thì cái mà các bạn cần nên hiểu đó Là chúng ta thấy được là cái giao thức này đã bị hát Thì tại sao lại bị hát Thông tin mới nhất đó chính là liên quan đến giải thích một cách đơn giản Là cái giao thức này đó đã có một cái lỗ hỏng Khiến cho cái hợp đồng của giao thức này Bị những kẻ xấu lợi dụng Và cuối cùng nó đã hát được thành công Và đã bị lấy mất đi rất là nhiều tiền Bao nhiêu tiền tổng cộng 600 triệu tổng cộng con số này là con số cực kỳ lớn để thường chia sẻ để các bạn hiểu được là con số này là lớn như thế nào thì uh, các bạn thấy được là cái số lượng tiền bị lấy mất đi đó là chúng ta có những token nằm trên mạng lưới của Binance Smart Chain tổng cộng là 253 triệu đô la và chúng ta có 85 triệu đô la đồng bổng định USDC ở trên Polygon Network đã bị lấy mất đi và hiện bây giờ đó thì có rất nhiều sàn và ngay cả công ty Tether ở trên mạng lưới của Ethereum đó đã blacklist nghĩa là đưa một số danh sách địa chỉ vào trong cái ví đen có nghĩa là những địa chỉ ví này đã di chuyển là được người ta quan sát và có thể là bị đóng băng nếu như mà lên trên những cái sàn như là sàn của Binance tại vì những cái CEO của những cái sàn đó đã lên tiếng nói là nếu như mà họ biết cái số lượng tiền mà gửi lên trên sàn là đến từ vụ hát này họ sẽ đóng băng và có một người nào đó đó đã gửi cái thông điệp này đến cho cái nhóm người mà hát cái số tiền này đó đã nói là những cái địa chỉ ví của đồng Tether đã bị đóng băng, đừng sử dụng thì uh, cái người cười đó đã gửi 13,3 Tên ETH, nghĩa là 42.000 đô để mà trả công cho người này đưa ra thông tin. Thì bây giờ chúng ta thấy được là công ty Slowmist đây là công ty mà chuyên uh, điều tra những thông tin trên mạng đó, nói là họ đã có thể điều tra được cái ID của cái người mà tấn công mạng lưới của Poly Network và công ty này nói là biết email người này là ai và biết IP có nghĩa là địa chỉ trên mạng là ở đâu Mà ngay cả biết được cái dân tài mà người ta sử dụng khi mà sử dụng cái uh, Máy của người ta đó biết được dân tài đó là của ai Thì các bạn thấy được chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi mà thôi Bây giờ các bạn thấy được là cái số lượng tiền bị Đánh chấp đi Rất là nhiều Và điều này có nghĩa là gì có phải là những cái mạng lưới không được an toàn hay là không thì cái mà các bạn hiểu ở đây đó là có nhiều người cho là những mạng lưới như là hôm nay chúng ta nghe nói tới thông tin con số lượng token này là bị lấy cấp đi từ mạng lưới của Ethereum, Binance Smart Chain và Polygon có phải là những mạng lưới này là xấu hay không? Thì không phải như vậy, các bạn nên hiểu đó, đây là cái giao thức kết nối những mạng lưới này lại, cái bị tấn công là giao thức Polygon Network. Hiểu một cách đơn giản là giống như là các bạn sử dụng Windows đi, các bạn sử dụng máy vi tính Windows và một người bạn khác sử dụng cái máy Apple MacBook như là thuận đi thì làm sao các bạn có thể là nhắn tin lẫn nhau thì một trong những cái ứng dụng các bạn có thể xài đó chính là Telegram rất là thông dụng các bạn thấy được là những người sử dụng Apple cũng có thể xài Telegram các bạn sử dụng Windows cũng có thể xài Telegram thì hai bên đều nhắn tin lẫn nhau được mặc dù là xài hai cái mạng lưới khác nhau hai cái iOS khác nhau nhưng mà các bạn thấy được là nếu như mà Telegram bị tấn công đi cái ứng dụng này đã bị tấn công và bị lỗi hay gì đó thì có phải là Windows 6 hay là Apple 6 hay không thì đương nhiên không phải cái mà bị tấn công chỉ là cái lỗi của cái ứng dụng mà chúng ta sử dụng đó chính là Telegram thì cũng tương tự như vậy cái mà bị tấn công ngày hôm nay chỉ là cái ứng dụng mà cả ba mạng lưới này đó sử dụng đó chính là Poly Network ba mạng lưới Ethereum, Binance và mạng lưới Polygon đều không có vấn đề gì ở thời điểm hiện tại nhưng mà đây là một cái cuộc tấn công liên quan tới DeFi rất là lớn mất đi 611 Uh, triệu đô la thì đây cũng là một trong những điều mà nhiều bạn hay thường là có sử dụng uh, ứng dụng defi này không hay là ứng dụng defi kia này là không hay là nhiều bạn nói là tại sao thường lại để tiền ở trong ứng dụng này hay là để tiền trong công ty này trong khi cái phần lời nó không bằng khi mà sử dụng những cái ứng dụng khác vấn đề ở đây đó là cái độ an toàn các bạn thấy được là chúng ta thực sự rất là mới chúng ta đang bước vào một cái thời kỳ hoàn toàn mới những ứng dụng defi này đó thì những cái mã nguồn đó chúng ta không biết được là có an toàn hay không cho nên đó là lý do tại sao mà nhiều cái người sử dụng đó họ sử dụng những cái ứng dụng defi cho dù là cái phần trăm lời thấp hơn hay là cái phí trên mạng lưới mắc hơn họ vẫn sử dụng tại vì đây là những cái ứng dụng defi mà để được kiểm tra chặt chẽ họ có lòng tin cao hơn đây là lý do tại sao và điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đây đó là con số 611 triệu đô la này là cái uh, con số này lớn cỡ nào thì uh, các bạn có thể thấy được là chúng ta có thể so sánh với là những cái đợt mà tấn công lớn như là hồi uh, năm 2013 liên quan tới Maugard cái sàn mà lớn nhất thời điểm đó thì các bạn có thể thấy được là chúng ta bây giờ so sánh với con số này với là những cái đợt mà ăn uh, cắp ngân hàng trước đây đi những cái vụ cướp ngân hàng nổi tiếng thì như thế nào thì uh, chúng ta nhìn vào con số của 10 vụ cướp ngân hàng nổi tiếng nhất các bạn thấy được là đầu tiên hết đó chính là cái diều cớp ngân hàng à, liên quan tới Dunbar bar à, cái xe Dunbar là cái xe mà chở tiền đó thì à, năm 1997 đó sáu người à, ở Hoa Kỳ đó ở Los Angeles đã tìm cách để mà tấn công cái xe này và đã đánh cắp đi 18,9 triệu đô la con số này đó các bạn thấy được so với là con số mà Polygon bị đánh cắp là chỉ có 611 triệu mà thôi thì rất là thấp các bạn thấy được là chúng ta nói tới cái vụ thứ chín đi mà lớn là cái vụ cướp nhà băng ở một ngân hàng gọi là The United California. Thì trong những cái vụ này đó, các bạn thấy được là năm 1972 thì có một nhóm người... Uh, là 6 người tổng cộng là ở tiểu bang Ohio đã đến California và tổng cộng đã đánh cắp đi trong cái ngân hàng này đó là 30 triệu đô la. Con số này cũng rất là nhỏ so với con số mà bị đánh cắp đi uh, bởi uh, Paul Linthberg ngày hôm nay. Nhưng mà đương nhiên đây là con số của năm 1972 thì tính uh, luôn phần trăm lạm phát có thể là cao hơn bây giờ rất nhiều. kế tiếp là cái dự cấp ngân hàng thứ tám đó chính là cái vụ uh, cấp ngân hàng của một cái ngân hàng uh, ở nước Lebanon Uh, tên là British Bank of the Middle East thì ngân hàng này bị đánh cắp là năm 1976 là khoảng chừng là 20 tới 50 triệu đô la chúng ta không biết rõ tại vì dữ liệu không có rõ ràng kế tiếp nữa là ngân hàng thứ bảy đó chính là The Northern Bank Robbery thì đây là là một cái vụ cướp năm 2004 lúc đó là cái thời điểm là Noel thì uh, ở bên uh, Northern Ireland đó, đây là một cái uh, thành phố gọi là Belfast ở nước Northern Ireland thì đã bị đánh cắp đi là 41 triệu đô la. Các bạn thì được chúng ta đã đến cái ngân hàng thứ sáu đó chính là cái công ty gọi là công ty Brings đây cũng là một công ty mà chuyên chở tiền đó thì các bạn thấy được đây là một trong những cái vụ đã xảy ra ở nước Anh Tổng cộng đó là bị đánh mất đi là 41 triệu đô la là 1983 đây là cái năm đã xảy ra. Dù thứ năm, cái bạn thì chúng ta đã đến dù thứ năm và vụ này bị đánh cắp đi là 71 triệu đô la. Cái bạn như chúng ta đã đến dù thứ năm rồi mà con số không có bằng một phần của cái con số bị đánh cắp ngày hôm nay. Với cái mạng lưới Poly Network nữa thì 71,6 triệu đô la bị đánh cắp đi. Đây là cái vụ xảy ra vào năm 2005 ở Brazil và đây là cái dù thứ năm Kế tiếp nữa là cái vụ thứ tư Đây là cái vụ mà có tên là Securitas Depot Robbery Là đây là cái vụ đã xảy ra vào năm 2006 Cũng là ở nước Anh Đã bị đánh cắp đi 83 triệu Chúng ta bây giờ hãy đi đến vụ thứ ba đi Đây là top 3 Những cái vụ cướp ngân hàng lớn nhất Mà các bạn thấy được là cái vụ này chỉ có 97 triệu mà thôi Cái số lượng mà bị đánh cắp ngày hôm nay đó Là lên tới 611 triệu Và đây là cái vụ đã xảy ra vào năm 1987 Ở nước Ý Kế tiếp nữa là vụ lớn thứ nhì, có tên là Dar es Salaam Bank Heights. Thì cái vụ này đó là một cái vụ tấn công nhà băng ở Baghdad ở Iraq đã bị đánh cắp đi là 282 triệu năm 2007. Các bạn thấy được là vụ ăn cướp nhà băng lớn thứ nhì trong lịch sử đó chỉ bằng là không tới phân nửa cái số lượng tiền mà bị đánh cắp ngày hôm nay. Kế tiếp nữa là cái vụ tấn công ngân hàng lớn nhất đó chính là một vụ tấn công ngân hàng ở ngân hàng trung ương của Iraq thì uh, tổng cộng là năm 2003, tổng cộng cái số lượng tiền đã bị ăn cắp là 920 triệu cái vụ này đó thì uh, lớn hơn là cái vụ 611 triệu chúng ta mới vừa nói tới thì các bạn thấy được là cái vụ mà 611 triệu tấn công ngày hôm nay đó bị đánh cắp 611 triệu này của mạng Paul Network chỉ đứng thứ nhì trong lịch sử có những cái vụ mà ăn cắp à, tiền lớn mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là một người ở nhà có thể lập trình để ăn cắp cái số lượng 6 trên 1 triệu này thì an toàn hơn là những cái vụ chúng ta mới vừa nói tới họ có thể là bị tử vong họ cần phải à, có nhiều tay trong vân vân phiền phức hơn rất nhiều bây giờ các bạn ở nhà thôi mà giỏi có thể tấn công mạng lưới có thể lấy được 6 trên 1 triệu đây là một trong những cái mình thường muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu được cái tầm lớn của sự kiện này như thế nào và điều này sẽ dẫn đến những gì? Thường nghĩ là bây giờ các bạn thấy được là Hoa Kỳ thì cứ liên tục muốn đưa ra những cái luật gắt cao hơn để mà quản lý thị trường DeFi thì đây cũng sẽ là một cái cớ để có thể có được những luật gắt cao hơn. Cho nên chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý là cái vụ này sẽ dẫn đến nhiều nghị sĩ một lần nữa lại sẽ tấn công thị trường này và có thể là muốn đưa ra những cái luật gắt cao hơn tại vì trên căn bản có thể là ngân hàng không thích những thị trường DeFi này cho nên đây là một điều mà đáng tiếc đã xảy ra nhưng mà nào mà đã bị ảnh hưởng bởi vụ này thì comment bên dưới cũng rất đáng tiếc là bây giờ chúng ta thực sự là không biết được là tình hình kế tiếp sẽ ra sao cái số lượng tiền mất đi này đó có thể là không có ai bồi thường cho những người đã bị thiệt hại hy vọng là những sàn giao dịch có thể là lấy lại được một số phần tiền để có thể là trả lời cho những nạn nhân chúng ta bây giờ hãy nói tới thông tin kế tiếp đó chính là thông tin liên quan tới etf thì cái điều thú vị đây đó là bây giờ đó thì SEC nói là vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý để có thể có một cái Bitcoin ETF mà có Bitcoin thật sự. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có một cái Bitcoin ETF mà sử dụng hợp đồng của sàn CME đó, những cái hợp đồng tương lai đó thì có thể được thông qua. Đây là cái lời nói được chia sẻ bởi chủ tịch của SEC cho nên công ty VanEck đã không tốn thời gian và họ đã nhanh chóng để mà nạp những cái đơn từ để có thể có một cái chiến lược Bitcoin ETF. Và đương nhiên đây là một cái Bitcoin coin ETF à, dựa theo là cái à, hợp đồng tương lai của Bitcoin chứ không phải là Bitcoin chính thức. Cho nên khi mà các bạn đọc những thông tin liên quan tới Bitcoin ETF à, chủ tịch SEC nó là sẽ được thông qua đó là chỉ là Bitcoin ETF dựa trên hợp đồng tương lai của Bitcoin mà thôi chứ không phải là dựa theo Bitcoin thật sự. Đây là cái khác biệt họ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để có một cái Bitcoin ETF ở thời điểm hiện bây giờ. Đương nhiên chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi chủ tịch của SEC à như là chủ tịch của ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ đã đưa ra những cái đường lối chính thống để có thể có được một bịch còn ETF kế tiếp nữa là nói tới Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ nói tới là Poloniex đã đồng ý để mà đóng phạt 10 triệu đô la với là SEC à, tại vì sao? Tại vì Poloniex giống như là những cái dịch vụ trước đây là SEC nói là trên sàn Poloniex có những cái đồng gọi là chứng khoán cho nên vì lý do đó, đó đã phạm luật chứng khoán và phải đóng tổng cộng là 10,4 triệu đô la và sàn Poloniex này cũng đã đồng ý đóng phạt nhưng mà một trong những cái nghị viên của SEC là Hester Pierce một trong người mà rất ủng hộ thị trường này đã đứng lên để mà chỉ trích SEC cũng tương tự như trước đây nói là SEC đây thì chỉ lúc nào cũng muốn bắt người ta đóng phạt nói là vi phạm được chứng khoán nhưng mà lại không nói rõ là đồng nào ở trên sàn Poloniex là chứng khoán đây là một trong những điều mà Hester Pierce không đồng ý Tối ngày cứ muốn người ta đóng phạt nhưng mà lại không nói rõ ra đồng nào là chứng khoán Để cho thị trường này có thể là có thêm những cái thông tin chi tiết Để mà họ biết được đồng nào là chứng khoán đồng nào là không phải SEC không nói Cứ nghĩ là các bạn hiểu được là một người điều đó cứ nói là các bạn phạm lực Và bắt đóng phạt nhưng mà lại không nói là các bạn phạm lực là phạm lực chi tiết là ở đâu Thì mọi người cứ đóng phạt mà thôi à, Nói tới đóng phạt thì chúng ta sẽ nói tới sàn Bitmax có thể nhiều bạn đã vừa tham gia thị trường này không có lâu cho nên nhiều bạn ít nghe nói tới BitMax nhưng mà năm 2017 đó, năm 2016 như vậy đó thời điểm mà thuận tham gia là năm 2016 đó là thời điểm vàng son của sàn BitMax có thể các bạn nghĩ đến những sàn lớn bây giờ các bạn nghĩ đến Coinbase, các bạn nghĩ đến Binance, các bạn nghĩ đến Bybit, các bạn nghĩ đến sàn FTX nhưng mà thời điểm đó đó không có những sàn đó Các bạn nên nhớ là sàn Binance là ra đời cuối năm 2017 Cho nên lúc đó đó Bitmax là cái sàn mà cho giao dịch hợp đồng lớn nhất Thời điểm đó ai cũng biết đến Và sàn này đó đã bị tấn công liên tục Và các bạn thấy được là cuối cùng Thì sàn Bitmax đã nói là sẽ đóng vạt tổng cộng là 100 triệu đô la Cho hai cái đơn vị của Hoa Kỳ Thứ nhất là FinCEN Cứ nghĩa là cái tổ chức chống lại những cái tệ nạn liên quan tới tài chính và CFTC ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ và đây là cái cuộc đóng phạt liên lẻ các bạn thấy được là chính phủ Hoa Kỳ đó không chỉ là không cho phép sàn BitMax tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ mà bắt đóng phạt mà chính phủ Hoa Kỳ đó cũng đã khởi tố tổng cộng đó là những người mà đứng đầu của sàn này chúng nên chúng ta có Arthur Hayes, Bendello và Sam Reed và đây là cái lời cáo buộc liên lẻ cho những người này và các bạn cũng đã biết là Uh, BitMEX co-founder Arthur Hayes thì đã đóng tổng cộng là 10 triệu đô la tiền bèo 10 triệu đô la thì tiền bèo là khoảng chừng 10% là 1 triệu đô la Nghĩa là phải bỏ ra 1 triệu đô la tiền tài ngoại đó để chờ ngày ra tòa đây chính là tháng 3 của năm 2022 Thì uh, đây là thông tin đóng phạt của sàn BitMEX Và kế tiếp tôi muốn chia sẻ đó chính là cái thông tin mới nhất của Tether Tether là một ổn định đó Thì uh, các bạn cũng đã biết là một trong những cái uh, sự thỏa thuận giữa công ty Tether và tiểu bang New York À, trong một điều kiện đó, gần đây khi mà Tether đóng phạt là 18 triệu thì mỗi một quý đó Tether phải đưa ra thông tin kiểm toán chi tiết là bây giờ ngân sách Tether có bao nhiêu tiền để mà đảm bảo cái số lượng đồng Tether ở trên thị trường thì cái công ty đó mà chịu trách nhiệm để mà kiểm toán Công ty Tether này đó chính là công ty More Cayman. Thì đây là cái thông tin mới nhất được chia sẻ là đây là cái tài sản của công ty Tether cho đến cuối tháng 6 năm 2021. Những thông tin này đó rất là có giá trị. Tại vì sao? Tại vì em nhiều người rất là lo sợ liên quan đến là Tether có tiền hay không, có tài sản hay không để mà đảm bảo một đồng Tether là một đô la. Thì thông tin mới nhất chúng ta cũng đã biết là công ty USDC, công ty Tether, những công ty mà phát hành những cái đồng ổn định đó thì họ đương nhiên sẽ không có cái đồng chính thức, có nghĩa là họ sẽ không có cái số lượng tiền mặt để mà hỗ trợ cái số tiền đó. Một chuyên cách mà họ kiếm tiền, nên nhiều mà hỏi thường là công ty tether hay là công ty usdc hay là công ty gemini dollar họ đưa những ổn định họ kiếm tiền từ đâu? Thì có nhiều cái kiếm tiền. Một chuyên cách kiếm tiền đó là khi người ta gửi tiền cho họ để in những đồng này và khi mà người ta gửi những đồng này lại cho họ để mà lấy tiền ra họ có thể tính một phần phí nhưng mà thằng nghĩ đó là phần nhỏ mà thôi cái phần còn lại là các bạn thấy họ gửi tiền vào cái số tiền đó sẽ được dùng để mà đầu tư vào trái phiếu vân vân những tài sản khác để mà kiếm lợi nhuận cho công ty đó mới là cái phần lớn thì bây giờ công ty Tether đó tổng cộng trên thị trường đó là có 62 tỷ đô la Tether. thì trong số lượng 62 tỷ này đó, các bạn thấy được là chúng ta có uh, máy tính để các bạn hiểu rõ hơn. Thì các bạn thấy được là commercial paper và CD đó, đây là những cái gợi ngắn hạn, có nghĩa là cũng khá là an toàn. Commercial paper và CD có nghĩa là những cái gửi ngắn hạn mà gửi định kỳ ấy, ngân hàng để các bạn lấy lời hay là gửi trong thời gian này ngắn hơn 270 ngày. Coi như cái số tiền này là những cái số tiền mà thanh khoản rất là cao. Các bạn có thể lấy ra rất nhanh và nhiều người cho đây là cũng tương đương như là tiền mặt gì đó thì trong đó các bạn thấy được là có 30.8 tỷ là gửi vào những cái CD những cái gửi định kỳ của ngân hàng cộng với lại tiền mặt. Tiền mặt là 6,2 tỷ thì các bạn thấy được là tiền mặt và cái số tiền gửi định kỳ ngân hàng đó là 37 tỷ Thì chia cho 62,7 tỷ tổng cộng trên thị trường Thì các bạn được là khoảng chừng là 59% Coi như là 59% của cái số lượng Tether trên thị trường Là được đảm bảo khá an toàn Cái số tiền mặt và cái số tiền mà gửi định kỳ ngân hàng là coi như khá an toàn Cho nên nhiều người cho là 59% là Tether Có cái số lượng tiền đảm bảo rất là an toàn Kế tiếp nữa đó thì họ có một tỷ đô la là họ gửi vào uh, repo note repo note này thì uh, có nghĩa là họ đồng ý mua một loại tài sản nào với cái ý định là sau này cái chủ tài sản đó sẽ chuột lại và họ sẽ có một phần tiền lời thì một tỷ cũng không có nhiều là gửi vào cái đó và 15,2 tỷ có nghĩa là uh, con số này đó là họ đầu tư vào uh, treasury bills có nghĩa là trái phiếu của Hoa Kỳ thì đây coi như cũng là một phần khá là an toàn tại vì chính phủ hoa kỳ thì chưa bao giờ à, gọi là phá sản cho nên các bạn đều là cái số lượng tiền mà họ gửi vào trái phiếu là 24% tổng cộng cái số lượng 62 tỷ này thì tương đối các bạn thấy được là 59 cộng với lại 24 thì cái số lượng tiền đảm bảo theo mà coi như là nhiều người cho là an toàn nó là khoảng 83% thì phần còn lại là đâu phần còn lại đó là họ có một số lượng tiền cho vay cho vay mà có thế chấp đó là khoảng 2,5 tỷ đô la. Cái đó nữa là họ mua trái phiếu của những công ty là khoảng 4,6 tỷ trái phiếu nghĩa là cây giấy ghi nợ đó là khoảng 4,8 tỷ như này cho công ty mượn và một số những cái đầu tư khác trong đó có những cái tiền kỹ thuật số là khoảng 2 tỷ thì con số mà nhiều người cho là nguy hiểm nhất trong cái số lượng tiền này đó là 2,5 tỷ cộng với là 4,8 tỷ à, cộng với lại 2 tỷ thì khoảng chừng là 9,3 tỷ trong con số 62 tỷ này là coi như là nó có độ nguy hiểm cao nhất thì chia cho 62,7 tỷ đó các bạn thấy được chúng ta có là khoảng chừng 14 trăm 14 của cái số lượng thay đổi trên thị trường bây giờ là được đảm bảo với những tài sản nguy hiểm hơn còn lại là khoảng 86 phần là coi như là được đảm bảo cũng khá là an toàn thì đây là cái thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn một cách nhìn khác nữa nếu như mà lỡ là những cái đầu tư trái phiếu hay là đầu tư này đó là mất sạch hết như là tether nó mất hết thì ít ra 86 cent trên một đô la là được đảm bảo với những tài sản an toàn hơn có nghĩa là gửi vào trong ngân hàng gửi định kỳ hay là à, gửi hay là cho vay mà họ có đảm bảo vân vân hay là đầu tư vào trái phiếu của hoa kỳ thì đây là tài liệu mới nhất liên quan tới cái số lượng tiền của Tether Các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở bên dưới Ít ra thì càng ngày cái sự lo sợ về Tether nó càng giảm đi ở trên thị trường này Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã có nhiều sự lựa chọn hơn Nhưng là bây giờ các bạn thấy chúng ta có đồng BUSD, USDC, Gemini Dollar vân vân